Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên hồng xe hơi. Hiện nay thì đã là thời điểm giữa tháng 6 rồi, khoảng nửa tháng nữa thì chúng ta sẽ có thông tin chính thức về việc giảm thuế trước bạ nhé. Đây là hai mẫu xe bán chính, cũng là hai mẫu xe được giảm thuế hiện nay của bên Ford bọn em, Ranger và Territory, đều được lắp ráp tại nhà máy của Hải Dương. Em quay nhanh qua một số đầu xe đang bán chạy, kèm theo đó là ưu đãi lãi suất về trả góp hiện nay để anh chị có thể cân đối tham khảo. Về đầu Ranger thì bán chạy nhất thì vẫn là dòng Ranger XLS, hiện nay đã có đủ bản một cầu và hai cầu. Tuy nhiên chúng ta bây giờ sẽ không có số sàn nữa nhé, toàn bộ là số tự động hết. Bản một cầu số tự động sẽ là 707 triệu. Hiện nay nếu mà tính cả giảm thuế trước bạ và chương trình khuyến mại trong tháng thì giá lăn bánh nó sẽ chưa đến 700 triệu nhé. Tuy nhiên thì giảm giá bao nhiêu, khuyến mại như nào thì do quy định chào giá của hãng thì bên em cũng sẽ không trực tiếp nói ở trong video này. Mong anh chị mà có nhu cầu thì vui lòng trực tiếp liên hệ để bên em gửi cái báo giá nhé. Cái này nó hơi bất cập so với một số hãng khác. Đấy. Ngoài ra thì bản bán chạy chúng ta có Ranger Wildtrak như này. Hiện nay cũng giảm rất là sâu. Giá của em nó hiện nay đang là 979 triệu. Ngoài ra chúng ta có thêm tùy chọn về màu sắc. Đấy, về Ranger thì chỉ có Wildtrak chúng ta sẽ có thêm option lựa chọn màu sắc để khác nhau về giá tiền thôi. Đấy, còn lại thì các phiên bản như là XL này khoảng hơn 600 rưỡi một chút, XLS 2 cầu khoảng 708, hay là Ranger Sport 2 cầu số động hơn 850. Những cái mẫu xe này nó cũng khá là kén khách và chương trình khuyến mại nó cũng thay đổi rất là nhiều. Anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em nhé. Thứ hai là về bản Territory. Hiện nay thì bên em bán chính là hai bản là Titanium và Titanium X. Đấy, lệch nhau vào khoảng 50 triệu. Một bản Titanium không có cốp điện hay sạc không dây thì là 909 triệu đồng. Và bản Titanium X đầy đủ cốp điện này, đá cốp này, sạc không dây các thứ thì nó sẽ là 954. Hiện nay nếu mà giảm thuế và giảm giá về tiền mặt phụ kiện kèm theo thì đâu đó cái mức giá lăn bánh ấy, nó cũng rất là mềm. Có thể nói là hiện nay nếu mà mình đặt để nhận ưu đãi lãi kép ấy, thì nó sẽ rẻ hơn là mức giá niêm yết đó. Các bác có nhu cầu alo trực tiếp giúp em nhé. Xe này giảm thuế thì nhẹ nhà mình cũng được khoảng tầm 45 47 triệu rồi. Everest thì bọn em bán chính 3 bảng. Tuy nhiên thì Everest là dòng nhập Thái nguyên chiếc nhé. Giá thì bản Sport thì hiện nay đang là 1 tỷ 185 triệu đồng. Bản một cầu số tự động thì sẽ là 1 tỷ 299, và bản hai cầu số tự động thì giá nó sẽ dao động vào khoảng 1 tỷ rưỡi. Lăn bánh các bác cộng cho em là khoảng đâu đó vào từ 120 đến 130 triệu. Cái Everest này nó khá đặc thù về giá niêm yết vì mình có những option lựa chọn về nội ngoại thất. Đấy, nên là cái mức giá nó cũng sẽ thay đổi tùy vào cái lựa chọn của khách hàng. Và chương trình khuyến mại tất nhiên rồi, vẫn có cho các đầu xe của Ford. Thì cụ thể như nào, như em nói ở đầu video thì do quy định thì bên em cũng sẽ không trao đổi trực tiếp trên video như này. Mong anh chị chủ động liên hệ giúp bên em để bên em gửi báo giá nhé. Ngoài ra thì có những mẫu xe như là Transit hay là các phiên bản Explorer hiện nay thì mình có nhu cầu alo bên em vì lượng xe cũng không nhiều. Rồi, vấn đề thứ hai là về lãi suất trả góp. Hiện nay thì chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm chính về trả góp. Một là các bác có cái hồ sơ tài chính đẹp, đấy, lương chuyển khoản này, chứng minh thu nhập tốt thì đa phần bên em sẽ cho vay tối đa là 80% và thời gian vay từ 5 đến 7 năm. Lãi suất cố định toàn bộ thời gian vay nhé là 10,6% một năm. Cụ thể ngân hàng là ngân hàng CN Bank. Còn với những cái bác mà làm tự do này, lương theo sổ sách ra vào hay là gọi là khó khăn hơn một chút về mặt chứng minh tài chính ấy, thì chúng ta vay đa phần là vay các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam như là VIB, VP, Tiên Phong đó. Thì hiện nay là các ngân hàng đều có cái chiết khấu lãi suất theo 6 tháng đầu, 1 năm đầu, 2 năm đầu. Ví dụ như là với VIB
ngân hàng gọi là làm nhiều thứ hai chủ xe hiện nay thì 6 tháng đầu chúng ta sẽ có là 9,5% một năm trong 6 tháng đầu. Một năm đầu được ưu đãi thì sẽ là 11,5%, và nếu mà cố định 2 năm thì sẽ là 12,5%. Với các bác mà chưa hiểu thì sau thời gian hỗ trợ thì lãi suất sẽ là biên độ khoảng 4-4,5% cộng với lãi suất tiền gửi nhà nước, đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng từ 12-13% một năm. Cái đấy thì mình có thể cân nhắc theo cái hợp đồng tín dụng cho vay đó. Còn về hồ sơ giấy tờ chuẩn bị thì với khách hàng cá nhân, các bác chuẩn bị giúp em là căn cước công dân đó, bảng lương sao kê hay là các giấy tờ liên quan đến tài chính công ty thì mình chuẩn bị giúp em là đăng ký kinh doanh và báo cáo tài chính, báo cáo thuế trong vòng 3-6 tháng gần nhất. Ở công ty thì vay nó sẽ khó hơn một chút đấy ạ. Rồi đấy, còn lại thì các bác mà có nhu cầu tìm mua xe cũ mới và cần tư vấn thêm các khúc mắc về xe, mua xe trả góp có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé, bên em tư vấn một cách kỹ càng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.